Thưa quý vị, hiện nay bước sang năm mới 2023, nhiều người hy vọng giá chung cư tại các thành phố sẽ giảm. Song theo dự báo của các chuyên gia, điều này là rất khó, thậm chí dù chững lại nhưng giá có thể vẫn sẽ tăng trong thời gian tới. Bởi các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, giá chung cư năm 2023 vẫn sẽ khó giảm, nhất là trong hai quý đầu của năm nay. Chờ giá chung cư giảm thì chắc khó, bởi nhìn vào cung cầu trên thị trường hiện nay sẽ thấy nguồn cung rất ít, trong khi nhu cầu nhiều và liên tục duy trì ở mức cao. Theo khảo sát của công ty Savill Việt Nam, giá bán căn hộ sơ cấp bình quân tại Hà Nội hiện đạt 47 triệu đồng trên 1m², tăng bình quân 5% theo quý trong năm 2022 và tăng mạnh so với năm 2021. Nếu so với quý 1 năm 2019, giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53% sau 16 quý tăng liên tục. Nhận định về nguyên nhân, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận xét do thời gian thẩm định pháp lý và hoàn thiện hồ sơ cấp phép dự án kéo dài nên dự án bị đội giá. Các dự án mở bán sau khó lòng đưa ra mức giá thấp hơn những dự án cùng phân khúc trước đó. Vì vậy, nếu nguồn cung bất động sản vẫn tắc, dòng vốn tín dụng chưa được khơi thông thì giá bán sơ cấp sẽ khó giảm. Chung cư giá rẻ tăng mạnh trong năm 2022. Tại Hà Nội, giá chung cư ở các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đã vượt mức 30 triệu đồng một mét vuông. Không hiếm dự án có giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Giá chung cư khó giảm mà sẽ đi ngang, duy trì mức giá như ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đến một mốc thời gian nhất định, khi nguồn cung được khơi thông, các rào cản được tháo gỡ, thì giá có thể hạ nhiệt. Ông Nguyễn Mạnh Hà nhận định, ngoài nguyên nhân khiến giá nhà tăng là do sự khan hiếm quỹ đất ở trung tâm, dẫn tới giá đất và chi phí đền bù tăng, tiến trình xin cấp phép phê duyệt dự án kéo dài làm tăng chi phí đầu tư, giá nhân công và nguyên vật liệu leo thang, lãi suất cho vay biến động, thì nút thắt chính nhất vẫn là do nguồn cung dự án ít ỏi. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo hiện quỹ đất khu vực nội đô ở hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng ít. Cùng với đó, những thay đổi trong quy hoạch, chính sách thắt chặt hơn nữa sẽ khiến nguồn cung dự án nhà ở thương mại, căn hộ chung cư tại khu vực này khó dồi dào. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu nhà ở chung cư của người dân vẫn rất cao. Điều này khiến giá căn hộ chung cư khó hạ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đính, giá chung cư khu vực ngoại thành sẽ còn tăng nhanh hơn khu vực trung tâm vì giá đất ngoại thành tăng lên nhanh. Những phân khúc như căn hộ chung cư trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt vẫn sẽ có giao dịch, nên khả năng hạ giá là rất khó, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm như hiện nay. Bởi vậy, các chuyên gia đều chung quan điểm cần sớm tháo gỡ rào cản pháp lý để những dự án mới được triển khai, đặc biệt là những dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp. Khi nguồn cung dồi dào thì sẽ kéo theo giá bán phân khúc chung cư được ổn định. Một siêu phẩm ngay tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Một đại lộ thương mại trung tâm đầu tiên tại Đức Hòa, Long An. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km và được quy hoạch với tỷ lệ vàng đầu tư là 100% shop house thương mại trên diện tích 11,3 ha. Dự án nằm trên giao lộ bề thế và nông nghiệp bậc nhất khu vực. Tiên phong khai mở thịnh vượng với 3 phân khu mua sắm đầy sôi động, hình thành giao lộ ẩm thực, mua sắm và giải trí sầm uất chuẩn mực tại trung tâm thành phố Đức Hòa tương lai, kiến tạo một tâm điểm kết nối đa chiều cho cộng đồng ngay tại giao lộ phố đắc địa, nơi người trẻ kết nối đam mê, gia đình kết nối tình thân, người già kết nối tâm giao. Imperia Grand Plaza Đức Hòa, một sản phẩm của tập đoàn Midgroup Group.